Tại quận Thanh Khê, mưa to gây ngập nặng ở nhiều khu vực có công trình thi công dở dang chưa khớp nối được hệ thống thoát nước. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Thanh Khê Tây. Tại tổ 26-27, khu vực khe cạn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, sáng sớm nay, nước đã ngập quá đầu gối và dâng nhanh. Lúc 8 giờ sáng, mức ngập phổ biến từ 40 phân đến nửa mét, các lối đi đều ngập, nước tràn vào nhà dân. Người dân vội kê đồ đạc lên cao, người già, trẻ em được người gia đình đưa đi ở nhờ nhà người thân nơi khác. Năm nào mưa tới là cũng dọn dẹp, cứ mỗi lần mà thấy mưa vậy là phải cuộn đồ hết, dọn dẹp đi hết. Mưa to như thế này thì coi như là nhà tôi là khi nào từ hồi 1 giờ sáng đến giờ là coi như nước vô nhà và coi như cũng dọn dẹp miết, dọn rồi nước ra rồi cứ dọn vô cái đó, dọn hò đó rồi con. Mà năm nào cũng thế thôi chứ không phải là lần đầu tiên. Thành ra là coi như có cái bây giờ chính quyền có cái biện pháp chi làm cống hay làm rãnh rồi chi cho nó đỡ bớt chứ còn cho nó thoát nước chứ còn như thế này miết thì cũng khổ. Dự án tuyến cống thoát nước khe cạn là một trong những công trình trọng yếu của thành phố. Do dự án đang trong quá trình thi công dở dang, trong khi đó hệ thống thoát nước tạm chưa đảm bảo nên khiến cho khu vực này thường bị ngập nặng khi có mưa to. Theo người dân nơi đây, cái khổ nhất là nước ngập rất nhanh nhưng lại lâu rút. Trước đây là hắn rút rất nhanh vì cái tiết diện của cống khe cạn rộng. Bây giờ cái ổng làm là 21 cái lỗ nhỏ quá cho nên là thoát chậm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi nó thoát chậm ngập thế này mà gặp thủy triều lên thì nước mùa sông Phú Lộc hắn lại chảy vô lại. Thì vừa rồi là quận ủy có đến, có hướng dẫn, có giải thích cho dân là sắp đến sẽ làm cái vách ngang là coi như là vách lật đó, là nước sẽ không tràn vô, là để giải quyết tạm thời trong mùa mưa này, rồi sang năm thì có kế hoạch tốt hơn, chứ bây giờ thì chịu rồi. Nó bây giờ là trước mắt là chống ngập cái đã, rồi sau đó rồi sẽ nhà thành phố với lại quận sẽ có cái hướng giải quyết sao. Trước thực tế này, quận Thanh Khê chỉ đạo phường Thanh Khê Tây cử lực lượng xung kích túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Thì được ban chỉ huy quân sự phường, ủy ban nhân dân phường cử lực lượng xung kích xuống để mà hỗ trợ nhân dân di dời các thiết yếu đồ đạc rồi đó, thì lực lượng vẫn túc trực ở đây để mà có chỉ cần chi thang thì lực lượng sẽ đi giúp nhân dân. Tụi em túc trực ở đây, túc trực đây thì hỗ trợ luôn luôn hỗ trợ. Xác định đây là khu vực thường xuyên bị ngập nên trước đó ngày 22/9, lãnh đạo quận Thanh Khê cũng đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai phương án thoát nước tạm để chống ngập úng theo các kịch bản và phương án đã đưa ra, đồng thời tuyên truyền cho người dân để có sự chủ động trong công tác ứng phó cũng như chia sẻ khó khăn với chính quyền thành phố trong bối cảnh dự án thoát nước khe cạn đang trong quá trình thi công dở dang.